Xin chào mọi người, mình là Địa Máy cho mọi nhà đây. Thời khắc cuối năm chuẩn bị qua một năm mới rồi, không biết là mình sắm sửa đồ gia dụng tới đâu rồi nhỉ? Địa Máy cho mọi nhà hôm nay lên một mẫu bếp ga mới EHP326 với thiết kế nổi bật, đẹp và bắt mắt cho các bạn sưu tầm và tham khảo để thêm cái không gian bếp cho nhà bạn giúp phần sang trọng và mang tính thẩm mỹ hơn cho ngôi nhà của bạn nhé. Bếp ga dân kính Sonia EHP326 có thiết kế rất là nổi bật và đẹp bắt mắt, có màu đen pha vàng đồng, hoa văn hình vuông, hoa sóc động này, mang đến lớp nếp sang trọng cho mọi ngôi nhà của bạn. Mặt bếp ga đôi bằng kính cường lực sáng loáng nè, chịu lực và chịu nhiệt cực tốt, làm việc đơn giản và khi bạn bấm bật khi trong quá trình nấu ăn á, mình có thể dùng một cái khăn có thấm nước, mình lau nhẹ đi và những cái vết bụi bẩn bám trong quá trình mình nấu ăn nó sẽ sạch và bóng láng lại như cũ. Đầu đốt bằng đồng thau bình bỉ nè, cho ngọn lửa xanh khi cháy nè. Các khe hở trên đầu đốt rất là hợp lý và khi mối lửa đều rộng giúp cách ăn của mình chín đều nhanh hơn, tiết kiệm ga hơn. Khi mà bếp ga của các bạn á, nó có dấu hiệu như bị rỉ sét nè và cái bếp ga nó không còn lên lửa xanh nữa thì mình nên nhanh chóng thay bếp ga mới đi để mình tiết kiệm được ga hơn và mình là an toàn hơn trong quá trình mình nấu nước sẽ không bị rò rỉ ga ha. Hệ thống đánh lửa là Manetho cho tia lửa nhạt và thao tác với nút bật rất là đơn giản và nhẹ nhàng hơn, giúp mình bật tắt bếp, điều chỉnh dọn lửa dễ dàng. Bếp đồng hộng inox cao cấp này giúp ga đều hơn và ra ngọn lửa xanh hơn. Kiềng bếp lắm chân vững chắc nè, phủ men đen giữ cho dụng cụ nấu ăn ổn định và không bị nghiêng ngả chặt trên bếp. Với những cái tính năng mà mình liệt kê như thế dưới đây á thì nó rất là nổi bật luôn và nó có phù hợp với nhiều tiêu chí của các bạn đó. Không phải bếp ga nào xịn cũng là mắc tiền đâu mọi người à. Với bếp ga Sonia EHP326 với thiết kế nổi bật như thế này, nhiều tính năng như thế này thì sẽ là một lựa chọn an toàn cho bạn đó.